Xin chào tất cả mọi người đã đến VDH Audio. Ở đây thì tôi sẽ cùng tất cả các anh em, các bạn luôn. Chúng ta sẽ tìm hiểu một số Bluetooth mạch phù hợp để đi loay các cái dòng loa Bluetooth di động hay là âm ly nghe nhạc, âm ly karaoke, vân vân. Thì có những mẫu vừa ra mắt và có những cái mẫu đời cũ hơn một chút nhưng nó là dòng đời cao. Thì ở đây thì tôi cầm có cái Bluetooth này thì tôi nghĩ một số bạn rất là đam mê đi ride mày mò thì cái con này nó cũng chả lạ gì nữa, và giá thường thường người ta bán con này nó rơi vào tầm khoảng 250-270 thì sao đấy. Đây là cái bộ Bluetooth 4.2 đời cao. Đây là phía sau này, thì ở đây mọi người nhìn thấy là 4.2 thường nó chỉ có cung cấp nguồn 5V đấy, chỉ có 5V thôi, và nó có những con chip của nó khá là tốt đấy, bề mạch gia công rất là đẹp. Thì đối với con này thì tầm tiền đó như vậy là chúng ta có thể sở hữu được phù hợp nghe nhạc, và nó cũng đưa ra được cái chất lượng âm thanh của nó khá là tốt đấy, tốt rất nhiều, tốt hơn nhiều so với những cái Bluetooth 4.2 mà đời cũ hơn nhé. Những cái dòng giá rẻ thì không bao giờ so con này đâu, và chúng ta biết là nguồn 5V thì chỉ có dành cho những cái mạch thì nó cấp nguồn 5V, thường thì giá nó sẽ thấp hơn so với những cái bộ cấp nguồn 12V nhé. Ta sẽ nói thêm cái bộ 4.2 trên cái Bluetooth loa kéo này. Thường thường chúng ta nhìn thấy là cái Bluetooth 4.2 thường thường rất là phổ biến trên cái loa kéo, mạch loa kéo bây giờ đấy. Mạch loa kéo bây giờ thì nó có cải tiến hơn, là nó đã lên 5.0 rồi, nhưng mà số các cái mẫu cũ hơn thì người ta vẫn xài cái loại này. Thì chúng ta biết là đối với dòng này nó chỉ chạy qua 5V, nhưng mà nó thiết kế rất đơn giản hơn đấy, chính vì vậy mà chất lượng âm thanh của nó không thể so được những cái dòng này, hoàn toàn nó thua xa nhé. Đấy, đây là nó chỉ có một con chip ở đây xử lý tất toàn bộ những cái đọc thẻ nhớ USB đều nó xử lý qua những cái con này. Ta nhìn qua chúng ta biết là nó đơn giản hơn nhiều so với những con này thì nó thiết kế nó sẽ phức tạp hơn, nhìn cái bảng mạch nó chất lượng hơn nhiều. Cái phiên bản là 5.0 thì 5.0 bây giờ nó cũng rất là nhiều loại lắm, có những loại giá rẻ, giá càng rẻ thì cái chất lượng xử lý của nó càng thấp hơn. Đấy, còn những cái bộ này thì nó vừa ra mắt hai cái phiên bản này. Đấy, anh em bạn bè nào mà độ chế vọc thì con này rất là hay. Thứ nhất là nguồn cấp của nó 12V, và cái chất lượng âm thanh của nó cũng vượt trội hơn. Cái đồ khiển của nó cũng đẹp này. Đấy, đầy đủ các chức năng nách đùi, rồi là quay, rồi mod vân vân, rồi các chọn bài số. Ta sẽ nhìn ra phía sau này. Ra phía sau thì nó chạy 12V, và chúng ta sở hữu được một cái bộ Bluetooth 5.0 tại đây. Thì chúng ta nhìn vào này, chúng ta sẽ thấy rõ là cái bộ 5.0 này, những bộ chip Bluetooth này rất là chất lượng này. Nhìn qua từ cái mạch này, chúng ta nhiều anh em mà xài Bluetooth thường xuyên, chúng ta nhìn thấy là cái thiết kế được sở hữu một cái con Bluetooth như thế này là khá là ok. Dòng này thì nó đều xử lý qua cái con này để nó hoạt động cho tất cả cái máy này luôn. Nhưng mà đối với những cái dòng này thì nó riêng biệt luôn này. Đấy, Bluetooth nó riêng luôn, cấp nguồn nó trên mạch này nó sẽ đi nguồn của nó từ khoảng 3.7 cho đến 5V trở lại cấp cho cái con Bluetooth này. Còn các cái con chip này nó xử lý như là đọc thẻ nhớ này, xử lý các cái tín hiệu đủ vào cho cái bên này đủ ra này là riêng biệt hết nhá, nó làm riêng biệt. Cho nên là cái nguồn này nó cấp cho 12V thì nó mới đáp ứng được đấy, và thấp nhất cũng phải 9V thì chúng ta nên hơi yếu, chúng ta nên chọn 12V là đẹp nhất. Ngoài ra thì chức năng của nó cũng vượt trội hơn, độ nhạy của nó cao hơn, có nút bấm chọn nick bài của nó, nút xoay thế này, một cái chiếc app xoay thế này để đổi sang bài nick bài rất là hay, cái cắm thẻ nhớ nhé. Còn Bluetooth này có điều kiện nó cũng rất là cao hơn nhiều. Thì đây là một cái phiên bản nhỏ gọn hơn. Còn đến với cái dòng mà nó cao hơn ấy, dòng mà nó kích thước của nó lớn hơn thì nó thiết kế thêm một cái chiếc volume to nhỏ tại đây. Thật ra thì cái nút này thì tùy người, theo tôi cũng chẳng quan trọng lắm cái nút này, và chủ yếu cái nút này thì nút này là Bluetooth. Khi mà bạn nào mà đã theo dõi video trước thì chúng ta sẽ nhìn biết là tôi đã cắm đầy đủ hết rồi.
và đã đấu test thì nó có từng phân biệt từng bộ phận nick để chọn qua thần cắm dây hay là bluetooth hay radio, nó riêng biệt luôn. Đấy. Đều cấp 12V cả. Màn hình của nó thì con này nó to hơn và nó cũng được sở hữu một cái con bluetooth như cái con vừa rồi. Đấy, rất là đẹp luôn nhé. Bluetooth của nó thì rất là tuyệt vời rồi. Đấy, chip đời cao hơn này. Đây tôi cũng nhìn nhỏ chữ khoa không đọc được. Và qua cái main này chúng ta nhìn thì chúng ta biết là nó sẽ hơn nhiều so với những cái đời đời cũ như thế này. Đây, đời cũ như thế này thì nó sẽ không thể qua được những cái con đời mới thế này. Thì nó thua xa những cái như vậy mà. Thứ hai nữa là cái giá thành con này nó cũng cao hơn. Đấy. Nó cao hơn, nó rơi vào tầm khoảng 450. Thì chúng ta sử dụng cái con này. Con này thì có nick volume to nhỏ, màn hình đẹp, lắp vào ốp vào một cái loa hay một cái gì đó thì con này rất là đẹp luôn. Thế thì video này thì tôi chỉ so sánh mà cùng bán cả một số các sản phẩm như thế này. Những bạn nào mà muốn độ chế hay mày mò thì có thể tham khảo những cái dòng này để nghe được cái chất lượng âm thanh nó cao này. Cái đọc thẻ nhớ nó cũng rất là hay. Các cái dây nguồn nó được kèm tặng, dây tín hiệu vào ra đều có hết, đầy đủ hết. Cho nên anh em về chỉ cần cấp nguồn để tránh cho những anh em nào, bạn bè nào mà hiểu biết chút về điện tử thì chúng ta làm những bộ này rất là hay. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người và hãy bấm đăng ký kênh để chúng ta theo dõi các video tiếp theo.